giống như cái điện thoại chút. Thế gì nó làm không có khả năng bây giờ mình mới làm thế gì thôi, làm cái hướng dẫn sử dụng cách sử dụng có được thì không á, do mình không sử dụng với đỡ cái gì nó lên trên trên đầu còn bây giờ cũng như vậy. Nó thì nó sản xuất này ok nó làm á, cái bên này coi mình mất cái tính này nữa còn như điện thoại á cũng ra coi như 101 chức năng mà mới dùng đâu có 20 chức năng. Nhưng mà nó ra cái mới là nó như kiện hút hút liền à. Dạ, giờ nó ứng dụng nhiều. Chú là ngày 8 tháng 6 chú làm là sớm á. Chú đãi là khoảng tầm mấy giờ? 10 giờ à, chú đãi 10 giờ thì cái là nhỏ này là chú. Nhất ta con trai là những người sao bây giờ ta con trai là những người vui cũng được để con xin cái tên em Lê Tuấn Linh. Tuấn Linh ừ. Lê Tuấn Linh cô dâu à, thì Tuyết Ngọc. Tuyết đúng không? Tuyết, Tuyết Ngọc. Anh đó lại là cờ Úc bây giờ Úc ra cờ nữa à, vậy là anh trước không anh không? Sao vậy? Ta không xin lại cho chú Thành rồi. Ừ. Thì lấy tài đồng với chú Thành. Đó con liên lạc không mà. Ừ. Nhưng mà trước mà gọi đầu mà liên đó. À, con gọi ấy là giờ là con hỏi mấy công lục ra. Mấy lục ra chứ sao mấy công. Lục chứ sao mấy công được. Lục ra cái gì? Cái tao giờ bây giờ ta hai kiếp tao. Vậy bây giờ mình ghi cái thông tin vậy thôi. Chứ còn trước cái ngày đó khoảng khi làm chốt tiệp xem chú Thành cũng tới chốt số lượng với con, rồi khi đó con mới chạy chương trình của chú số lượng chính thức. Là mình được kiếm bài cái loại gì 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 nó tốt không được anh? Dạ, phải có số lượng chính thức con mới làm được. Dạ không? Dạ. Đâu? Còn bây giờ thì bây giờ là chọn sơ đồ này. Cái số lượng thì con 301. Dạ. Dạ. Chú lên danh sách là 301 rồi. 301 rồi ạ. Nhưng mà coi như cái đang tính trong cái ngày tác đây là cũng hơn nhiều trong hết thì là Âu Phúc Thành Phúc An trục với con đi đi mấy cho người ta có thiệp á tương đó cũng có trục đây là dự kiến là 31 nhưng dự kiến thì chắc nằm ra khoảng là 27-28 dạ nữa dự phòng 27-28 bàn còn 3 bàn dự phòng nó cũng số dạy đây thì nước lùi nếu mà không còn nhiều không máy thì coi ví dụ như là 31 thì cho tắm ra cũng từ 10-20 là chắc vậy. Nhưng bây giờ mình sơ bộ qua là 31 mà ta sẽ từ cũng 30 cái ngày 8 xéo là ngày tốt rồi không biết tao không biết ngày đó là bây giờ mà nó đẹp nữa là con hết rồi nếu còn sẵn nữa con nhập phải 3 cái nữa vậy á. Dạ, vậy là ngày 8 là tốt, nếu mà trùng thì dễ là thì mình sẽ đưa vào cái dự phòng. Thì con số mà coi như là chưa chính thức là dự kiến là chắc là 27-28 bàn còn phải có 3 bàn dự kiến đúng không? Theo cái số là mình giải đúng không? Dạ, dạ. Có số rồi bây giờ là tiếp theo nào? Bây giờ chú chọn thực đơn cho. Được. Bây giờ có đơn thì tôi luôn chú chọn thực đơn. Đưa thực đơn thì giờ đang chốt được chú thì chốt luôn. Đúng rồi. Nói như này nè, tại là tính 28 để âm anh, yeah. Ta mới đi vô trong đó, yeah. Đi vô ra mất cũng còn cái tuần mà, yeah. 4 tầng nhiều tới đây, yeah. 4 gì, 4 ngày nữa mà chuẩn bị, ông đưa ra nó từ về tới nghiên cứu rồi vậy ngồi ở đây mà biết ngon nào đâu mà sinh sản. Bây giờ cứ cái thực đơn này là 2-3 tỷ đó, 2-3 loại đường giá đó, rồi đưa cái tầm gì đó, phô tô ra, rồi cái thời gian nghiên cứu xong. Chứ còn đi
vừa mất thời gian mà vừa coi như không đam mê chặt mình tầm cỡ 8.9 con cô cái một đơn 8.9 2 triệu bè tối nha. Ừ ba rồi đó mà tôi về tôi mới có chứ riêng mình nhậu cái ấu cũng nhậu được có cần nghe còn phụ nữ nữa tên là gì là coi như mua cái tài nghiên cứu là nữa cái tàu nhậu mà cần gì cũng nhậu hay làm cái ấu là còn tên nhậu tới buổi trưa hết ngày đi tên cô ba là ngày cái này 8 tháng 6 là mình tiếp họ mấy giờ chú em? Bây giờ là cái thứ nhất là cái sơ bộ chốt cái số lượng rồi chốt cái số rồi ạ. Bởi vì giờ con biết cái căn cứ cái đó đó mà coi như là chương trình cái máy gì không phải nói cho tao chuyện này đó là một cái thứ hai nữa là họ bên đường gái đến là sáng ngày 18 tức là bữa 28 tháng 7 thì bây giờ là mình là chuẩn bị trang trí tổng ngõ phòng họ thì hôm trước thì ngày sớm ngày bé gì đó tôi ngày 8 là mình đã xử lý rồi. Dạ dạ ngày 8 á là chú được tiếp họ rồi à, tiếp họ mấy giờ xong nhập gia 8 giờ dạ 8 giờ dạ 8 giờ tôi cho hơn nửa tiếng này làm lỡ mình không ấy đâu rồi mình giấy lao xong rồi là cho quách coi nhẹ mừng giờ là mình làm luôn mình tấp đi luôn mấy giờ con nhẹ bé giờ rồi 3 giờ à nên bây giờ cái đó là gì con phải ghi không ghi nó không nhớ dạ tôi ghi rồi cái sao chú tức là bây giờ này ngày 18 là coi như là đưa dâu mình chuẩn bị là trang trí là cổng ngõ phòng họ trang trí như lần trước đó, ở như lần trước thì ngày 6 thì ngày đấy là phải lo cái đó số lượng họ là số 6 12 người hay là 4 thôi không xéo xéo á mẹ ba kẹp á ba kẹp là hai người hết á ghi vô cho đỡ coi gì đấy vậy là ngày xấu nếu vậy là cũng xếp ngày xấu đi rồi ngày xấu đến lắp ráp chú về chú rộng mà có mấy cái đàn nó cũng không ảnh hưởng gì khách chú của chú bởi vì chung hồ rất là vậy đó nó quét còn mẹ ra chuẩn bị trước trong rồi nó không chung nào rồi mình được có sao giờ nó gần nó phê tới chỗ đó còn nước ra là còn thêm mệt hơn nữa trước tức là gì trang trí cái tổng ngõ mà nhớ tổng ngõ theo sao á thì tổng hoa thằng đó cái màu đó 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 con qua nó đón chút chi gì đâu thằng vuông nữa cái màu xanh trúng cái độ màu xanh đó đưa vô nó trực tiếp quá ý là thích cái màu đỏ 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 là hồng phấn đúng không ờ cái gì đó đó nó nóng nấu tí như như đầu cu á là con gái được đầu để thằng cu á đưa cái màu xanh của mình màu xanh đó để trùng chúng cái trụ mình là xương xanh nữa nên là coi như cái nó đi nhau đó mà coi bên đỡ được quả trên nhà chỗ nào nó biết mà mình nó đó một cái mình đỡ luôn lúc thấy tâm nhỏ cái nào kêu chụp được rõ hỏi nha 12 người họ nên là ý là số lượng người đó đó mình chuẩn bị bàn ghế chuẩn bị bàn ghế ly tách nước đó vậy thì đạo gì nữa chú thì chú đầu cái đó là xong rồi bây giờ tiếp theo cái phần đó là cái chú muốn hỏi con cái phần chương trình thương mại đúng không đang đi từ từ còn gì nữa mà đó đi nữa còn gì nữa rồi nó tiếp chứ mãi nhất gì đó đi sâu nó không được ở ý là sao bây giờ còn nói xong mấy cái phần nào ở vậy nghĩ là xong mấy cái phần chú cần hỏi á bạn tiếp họ nè ngày số lượng thì
Vậy nếu còn gì nữa cứ phải nói rồi thì còn cái số thì chú với nhà chú chọn nào rồi. Còn cái số lượng thì gần đến này con sẽ chốt. Và cái số lượng nó đi kèm với cái chương trình khuyến mãi thì cái số lượng chính thức mình chốt bao nhiêu thì con sẽ nói cho là trên 1-2 đàn. Thì mình nói lại là gì? Bởi vì sao là mình trả không có chứ? Ừ. Đi rồi. Mấy lần mà nó lên luôn đó này. Ơ, nó mình rỗi buồn. Hả? Cái buồn gì mà đó. Cái số lượng á? Dạ. Ở trên là chứ 1-2 đàn đâu. Alo. Cái số lượng của mình á thì nó dao động nằm trong cái vị trí là từ 23 tới 30. Cái khoảng từ 23 tới 30 thì cái chương trình khuyến mãi mình sẽ được khuyến mãi xuất tiền của nó là từ bay tới 6/8/9/30 thì nó khoảng là khi mà qua 31 á thì nó muốn qua cái khuôn đó. Dạ. Không, 30 rồi đấy, ta nói rồi. Dạ. Từ 27 tới 30 rồi đấy. Dạ. Sau cái đoạn này đó, nó làm theo cái chương trình của chương trình của 1/2, còn sẽ đọc của 1/2 cho chú thằng nghe, à, con có cần đọc chi tiết không? Chú cần đọc, chú nó sơ bộ để là cái gì? Tại là cái đêm nó chung, chung nha, là gì mình trong mình là giờ hai đứa nó có riêng chút nữa, nó khác trong con nghe cái gì là nó cái đọc. Ông đăng ký nhà đó bây giờ mình coi như cái nó cứ riêng tí nữa chứ không phải là nhất quyết như vậy. Tại vì người khác thì coi như chúng là có như tôi là nhiều nhưng mà riêng của chú là thì phải có riêng chút nữa cái gì cũng xong cho nó chương trình chung là coi như thế đó chứ không đăng ký nhà thì giờ số lượng là trên cơ sở tiền cưới đó thì đưa ra cái này. Cái chương trình khuyến mại của chú á, mình sẽ làm khác đi một chút. Như chú, chú là bè đưa chú đại mình rồi. Khách hàng VIP mình sẽ tiếp không? Nhưng mà sao gọi vậy? Tôi được cái là không phải ký gì hỏi. Nhưng mình thôi, chú mà hơi riêng ký. Căng lực hơi riêng. Riêng thế nào đó, tại vì à, 1, 2, 3 ý rồi không? Rồi các con xem cái có gì nữa không? Rồi cầm notic. Đấy là chủ đề có tấn vậy. Ý là mới đang nói chỗ coi chương trình cơ số lượng nữa mà coi như có những người chương trình phải. Từ giờ coi như cái đây xem rồi những cái rồi không có gì hết. Nhưng trong các cái riêng của chú là coi như còn một công ty nữa có riêng nữa. Thì cái đó mình phải xong. Thì do từng số lượng căn cứ không còn thỏa nhưng mà chuẩn bị một cái phòng cho cái phòng mà chú có một người ở lại cái ngày 8/6 đúng không chú, tối ngày 7 đó là nhập rồi đúng không? Còn buổi trước chú nói bố trí một phòng cho bên chỗ xuôi của chú ra á, vẫn là cứ gì trong đó để là chú chui đã ở một đêm là tối ngày 7 là ông ra rồi đúng không chú? Đâu con biết con xếp xếp lắm à? Không, xong hết rồi phải không? Dạ. Rồi có xong. Cái ý tiếp theo này. Rồi vừa rồi chú có đặt vấn đề là cái chỗ ông chui của ông cũng lớn. Dạ. Thì hiện là con hai người. Hai người. Dạ. Cha con á. Cha con. Xong trên là hình con học hành đó cho nên vừa chưa có cùng tới là hai người không một người. Nhưng mà bây giờ phải nói một câu chính xác là phải có một học
còn một phần trời nào có nhiều giường. Dạ, một phần ra hai giường. Một phần ra hai giường. Cho nên là bây giờ là thằng chúng nó ra là phải có một phần. Thì dự kiến người ông Xu bên đó cũng đi á. Đó là ngày ngày xấu là ngày bấy giờ đó nên cái đó nên bề mà. Nên là con phải chuẩn bị một phần. Còn ở mấy ngày đó mình cũng chắc mình cũng sao. Trước khi vô giờ là ở thì cũng dọn dẹp vệ sinh rồi cũng có một tí thì được không? Con thì một người mướn người phải chịu ra đâu đúng không? Đăng ký chứ tay cái coi ông chốt rồi quỳ vô cái nghe đi lạch vô sao xuống xa mà không cắt nước quên rồi quên sáng giờ quên đã đó quỳ vô quỳ quỳ vô quá quỳ vô đó còn mà không quỳ thế anh trốn rồi thì giao cho chị. Sao anh trốn thì chắc ổng còn chạy về không? Buồn biết là buồn. Biết là buồn. Không bị chắc là cũng là vợ rồi chứ thôi chiều nay sáng nay ký giờ cũng chắc không được đó. À, đây đã ký được đơn chưa? Đây đang còn làm chi? Coi cái được đơn chưa? Chú gì chồng được cơ bây giờ cũng chồng. À, đúng rồi, về nhà còn không, tôi nãy mới nói đúng không? Một cái ấu là nhậu tới chiều luôn nhưng mà giờ đi tập phụ nữ là phải cô rồng đem vợ đi những miền cứu đúng rồi để cho vợ cho coi đi học để coi xong rồi sang rồi chị coi nếu mà có gì thì chị tham gia luôn chưa tới chỗ đó tới chỗ đó đúng rồi chưa gì đó tân mười ngày được tân mười tân mấy ngày mấy này chú 18 chưa thì chú chọn cho mà chọn rồi 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 chọn rồi